không biết là Lam có thể bật mí xem là tiết mục của đất nước Thái Lan này có điểm gì đặc biệt. Và như Lam được biết thì tiết mục này từ ban tổ chức chương trình là tiết mục này là đại diện cho một cái năm mới, cũng như là lời gửi chúc xuân đến với tất cả các anh chị đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Và đây là bài nhạc chủ đề năm mới của Thái Lan. Và ngay bây giờ, không để tất cả các anh chị chúng ta chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đến với tiết mục chào đón năm mới đến từ thành viên của Thái Lan, Sawadee Mai Chayo. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt ạ. Và chúng ta cùng vỗ tay ủng hộ cho nước bạn của chúng ta đi ạ. À, vỗ tay thật đều các anh chị ơi. Wow, what a wonderful performance from Thailand!